trước mình trèo đây mệt chứ, trèo được. Chú để anh trèo. Ui rồi, tí nữa thì nát rồi vịt. Ui thôi, thế này vỡ hết nước. Không sao. Vỡ làm sao, ui giờ này dày lắm. Tí nữa thì nát con vịt. Còn nhỉ. Thế chú vẫn chưa trèo giả hả? Thôi anh đéo bao giờ anh ham hố với cái này mà anh trèo lên nữa. Không, trèo trèo thử thôi cho nó biết ấy. Anh là nó cao trèo, anh phải trèo thử xem là nó như nào. Thả dốc. Nào đấy, thế chú biết trèo được chưa? Ui, cá trên này rồi. Cá trên này. Một tiếng toàn bốc phét, không bao giờ trèo được. Chú trèo nó có trèo được. Chú ông tiếng ông trèo đây một lần rồi thì. Trèo một lần rồi nhưng mà không chịu được, mệt lắm. Nó bỏ nhiều trên đây luôn. Đây là người chú to quá. Là chú nó nặng rồi, có người anh đây làm gì có thịt đâu. Đấy, nhưng người long nhìn mình biết chào lầm. Như bỏ xương khô, lạnh gì đâu. Đầu biện phết đấy. Chả đi. Ui, quái. Thôi anh em nhặt được không kia? Ôi, giờ tôi đang nghe rồi. Lạc trôi. Mấy cái que dài ra. Đây là dừa trôi thì lạc trôi gì nữa. Bỏ đây, chéo có gì. Cả bé bé này không có gì đâu. Đi bỏ ra này cả đống nước. Nước không có. Đấy, này mình chất lượng, quả to này có nước này. Quả này có nước đấy.